Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco che giấu tội phạm. Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang từng ngày và từng giờ sau khi chính quyền của Mỹ vào hôm 21 tháng 7 đã yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, Texas trong vòng 72 giờ và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm 22 tháng 7 tuyên bố ông vẫn có thể ra lệnh đóng cửa thêm các lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ. Tình hình tiếp tục căng thẳng khi mới đây Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tố cáo lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco, California đã chứa chấp trong suốt một tháng qua một nhà khoa học Trung Quốc bị khởi tố vì gian lận visa khi che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc. Và hãng tin Reuters vào ngày 23 tháng 7 đưa tin hồ sơ của FBI trình lên tòa án ở San Francisco cho thấy bà John Tang, tức là Đường Quyên, nhà khoa học Trung Quốc làm việc tại Đại học California David với visa nghiên cứu J1 đã khai gian thông tin trong đơn xin cấp thị thực. Đây là hình ảnh bà Đường Quyên bị khởi tố tội gian lận thị thực và một bức ảnh bà Tang trong bộ quân phục của quân đội Trung Quốc. Bà Tang khẳng định không phục vụ trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, viết tắt là PLA. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy những bức ảnh của bà Tang trong một bộ quân phục của quân đội Trung Quốc và phát hiện bà từng làm việc như một nhà nghiên cứu tại Đại học Quân y thuộc Không quân Trung Quốc. Một cuộc khám nghiệm và khám xét nhà cho thấy có bằng chứng bà Tang có liên quan tới PLA, tức là quân đội Trung Quốc. FBI từng khám xét nhà và thẩm vấn bà Tang vào ngày 20 tháng 6. Ngay sau đó, bà Tang đã chạy đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco và FBI tin rằng bà vẫn ở nơi này từ lúc đó đến giờ. Bà Tang đã bị buộc tội gian lận thị thực vào ngày 20 tháng 6 năm 2020. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ không thể vào Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán nước ngoài trừ khi được phép và một số quan chức cấp cao như đại sứ của một nước còn có quyền miễn trừ ngoại giao. Truyền thông Mỹ đã nhận định việc lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco bảo hộ quân nhân Đảng Cộng sản Trung Quốc trốn là một hành vi mang tính khiêu khích cao và vi phạm các quy tắc ngoại giao cơ bản. Hồ sơ nộp cho tòa liên bang tại San Francisco viết tiếp như sau. Như trường hợp của bà Tang chứng tỏ lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco có thể cung cấp nơi cư trú an toàn cho một sĩ quan của quân đội Trung Quốc và có ý định tránh ra xét xử tại Hoa Kỳ. Và các công tố viên nói đây không phải là một trường hợp đơn lẻ mà dường như là một phần của chương trình do quân đội Trung Quốc tiến hành gửi các sĩ quan khoa học tới Hoa Kỳ với ý đồ giả. Trong diễn biến khác, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đưa tin các công tố viên của Mỹ cũng đã buộc tội bà Song Chen, nhà nghiên cứu người Trung Quốc đang tham gia nghiên cứu y khoa tại Đại học Stanford vì gian lận thông tin xin thị thực. Đây là hình ảnh bà Song Chen, một nhà nghiên cứu của Trung Quốc khác bị khởi tố về tội gian lận visa. Bà vào Hoa Kỳ với thị thực G1 vào năm 2018 và là một học giả thỉnh giảng tại Đại học Stanford. Theo bản cáo trạng, bà Song khai trong đơn xin thị thực Mỹ nộp năm 2018 rằng bà đã kết thúc nghĩa vụ quân sự vào năm 2011. Điều này mâu thuẫn với những bằng chứng của FBI thu được, chỉ rõ bà Song vẫn đang làm cho một thành viên tại ngũ và là một cán bộ dân sự của quân đội Trung Quốc. Công tố viên liên bang cáo buộc bà Song che giấu mối quan hệ có liên quan với Bệnh viện Đa khoa Không quân Trung Quốc và Đại học Quân y số 4. Bà Song đã bị bắt vào cuối tuần trước. Hãng truyền thông Reuters cho biết các công tố viên đã bác đơn xin bảo lãnh của bà Song. Và trong tài liệu đề nghị bắt giữ bị cáo, công tố viên đã đề cập đến các trường hợp tương tự khác. Trong đó có các nhà nghiên cứu khoa học của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu danh tính thực sự của họ, bao gồm cả vụ bà Tang. Và đây là các vụ gian lận thị thực trong một loạt các cáo trạng tương tự trong năm nay của Mỹ trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh các cuộc điều tra nhắm vào gián điệp từ Trung Quốc. Trước đó, các công tố viên cũng đã buộc tội tương tự với hai nhà nghiên cứu khác của Trung Quốc làm việc tại Đại học California San Francisco và Đại học Dunker ở Bắc California. Nhiều năm nay, FBI đã đưa ra lời cảnh báo các trường đại học trên toàn nước Mỹ về nguy cơ bị đánh cắp tài sản trí tuệ từ các nhà nghiên cứu của người nước ngoài. Mỹ cũng đã siết các hạn chế về thị thực sinh viên với Trung Quốc. Và căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã leo thang trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán nằm trong tòa nhà New World Trader. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp xung đột với Bắc Kinh về thương mại và đại dịch viêm phổi Vũ Hán,
cũng như việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới về Hồng Kông. Vào hôm thứ Ba vừa qua, 21 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc tài trợ cho các hacker tấn công các phòng thí nghiệm phát triển vaccine viêm phổi Vũ Hán. Hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã làm gián điệp theo dõi các công ty nghiên cứu của Mỹ và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo nhà nước trong các vụ lấy cắp thông tin khác đã bị đưa ra tòa. Và tiếp đến ngày 22 tháng 7 thì Trung Quốc loan tin đã bị Hoa Kỳ buộc phải đóng cửa lãnh sự quán tại Houston. Trung Quốc gọi quyết định này là sự leo thang chưa từng có và nói nó vi phạm luật quốc tế. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cực lực lên án hành động khiêu khích của Mỹ, gọi hành động này là quá đáng và không có cơ sở. Ông Uông cũng đã nói với tờ báo Washington đã chuyển sang đổ lỗi cho Trung Quốc với sự kỳ thị và sự tấn công vô căn cứ. Ông kêu gọi phía Hoa Kỳ xem xét lại và nói nếu họ tiếp tục đi theo con đường sai lầm, Trung Quốc sẽ phản ứng với các biện pháp trả đũa cứng rắn. Theo một nguồn tin của hãng Reuters, Trung Quốc sẽ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán, nơi mà một phần nhân viên đã được di tản vào đầu năm nay khi dịch virus corona mới bắt đầu xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, tới ngày 24 tháng 7, thì Trung Quốc đột ngột thông báo đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô. Tại Hoa Lục, Hoa Kỳ đã có 5 nhà lãnh sự quán ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán, cùng với 2 tổng lãnh sự quán ở Hồng Kông, Macau và đại sứ quán tại Bắc Kinh. Ngay sau khi ông Uông Văn Bân phát biểu hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra bản thông báo. Đây là hình ảnh lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, ảnh chụp vào ngày 22 tháng 7 năm 2020. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ocatus đã nói như sau: chúng tôi đã có lệnh đóng cửa lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Houston nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin riêng tư của người Mỹ. Bà Ocatus đã tuyên bố Hoa Kỳ không dung thứ cho việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân Mỹ. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua các bất công về thương mại, đánh cắp việc làm của người Mỹ và các hành xử trắng trợn khác. Tổng thống Donald Trump vẫn nhấn mạnh về công bằng và có đi có lại trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Bà Ocatus cũng dẫn lời Công ước Viên về quan hệ ngoại giao. Theo đó, các quốc gia có bổn phận tôn trọng luật pháp và các quy định của nước sở tại, không được can thiệp vào chuyện nội bộ của nước chủ nhà. Tuy nhiên, bà không cho biết thêm chi tiết. Cũng trong một báo cáo riêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động gián điệp lớn và gây ảnh hưởng đến các hoạt động, can thiệp vào chính trị nội bộ, cũng như bắt nạt các lãnh đạo kinh doanh, đe dọa các gia đình người Mỹ gốc Hoa sống ở Trung Quốc và hơn thế nữa. Hiện nay, Trung Quốc cũng có 5 lãnh sự quán ở Mỹ đóng tại các thành phố như Houston, San Francisco, Newark, Los Angeles và Chicago. Ngoài ra, Trung Quốc còn có đại sứ quán ở Washington DC và cơ quan ngoại giao khác là phái đoàn tại Liên Hợp Quốc ở Newark. Riêng cơ sở Houston, thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ đã được mở từ năm 1979, phụ trách 900.000 công dân Trung Quốc tại bang Texas. Báo chí tại Houston đã đưa tin vào khoảng 8 giờ 20 phút tối ngày 21 tháng 7, lính cứu hỏa được báo động vì các tài liệu đang bị thiêu hủy trong sân tòa lãnh sự. Đây là hình ảnh chụp màn hình tweet của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio viết vào hôm 22 tháng 7 về lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Nhưng nhân viên công lực không được phép vào khi không có giấy mời. Các nguồn tin cho hay các nhân viên lãnh sự quán đã được lệnh dừng mọi hoạt động và rời khỏi tòa nhà này trước 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 7 nên đã cho đốt các tài liệu mật ngay trong buổi tối ngày 21 tháng 7. Nếu không rời khỏi Mỹ trong thời hạn trên, những nhân viên này có nguy cơ sẽ bị bắt vì tội làm gián điệp. Trên trang Twitter của mình, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio viết như sau: lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải là một cơ sở ngoại giao. Đó là đầu não của mạng lưới gián điệp và các hoạt động gây ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Nay tòa nhà này phải đóng cửa, các điệp viên có 72 giờ đồng hồ để ra đi, nếu không có thể sẽ bị bắt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo tại thời điểm thông tin chính quyền Mỹ đã ra lệnh cho lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston được lan truyền đang có chuyến công du tại Đan Mạch, cũng nói rằng việc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là do hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ từ xưa tới nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, không chỉ các quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ cũng bị đánh cắp, mà quyền sở hữu trí tuệ ở châu Âu cũng như vậy. Công sức lao động chăm chỉ của người dân ở khắp châu Âu và Hoa Kỳ đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh cắp. Ông Pompeo nhấn mạnh tiếp, Tổng thống Trump nói là đủ rồi, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc này tiếp diễn.
Chúng tôi sẽ có những biện pháp để bảo vệ người dân Mỹ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền kinh tế và công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Quyết định đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston được coi là biện pháp trừng phạt mới nhất trong loạt biện pháp nhắm vào Bắc Kinh được Washington dồn dập đưa ra từ ngày 13 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Đây là hình ảnh Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, ông Kai White. Lãnh sự Trung Quốc ở Houston có thể chỉ là bước đầu khi Tổng thống Donald Trump cho rằng có thể đóng cửa nhiều cơ quan ngoại giao khác của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ. Quyết định chưa từng có này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức xấu nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1979. Theo đài AFP của Pháp, một quyết định bất ngờ và nghiêm trọng như vậy hẳn phải cân nhắc rất kỹ, vì một quyết định như vậy gần như chắc chắn sẽ kéo theo việc đóng cửa một trong những lãnh sự quán của Mỹ ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành hàng loạt chiến dịch bất hợp pháp, mở rộng ảnh hưởng và gián điệp trên lãnh thổ của Mỹ. Cụ thể, theo ông David Stever, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích dẫn, quân đội Trung Quốc đã cử sinh viên chính thức hoặc không chính thức theo học tại các trường đại học của Mỹ để giúp Bắc Kinh đẩy mạnh ưu thế quân sự trên thế giới. Và lãnh sự quán ở Houston là đầu não của mọi hoạt động này. Trả lời tờ báo New York Times, ông Stever cho biết, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, ông Kai White, từng bị kiểm tra sân bay Houston sử dụng giấy tờ tùy thân giả vào cuối tháng 5 năm 2020 khi đang tiễn nhiều công dân Trung Quốc lên các chuyến bay riêng về nước. FBI cũng đã để mắt đến lãnh sự quán nước này trong khuôn khổ nhiều cuộc điều tra. Các nhà ngoại giao Trung Quốc bị tình nghi lén lút gửi về nước nhiều tài liệu nghiên cứu thu thập được từ các phòng nghiên cứu trong vùng và gây áp lực với nhiều công dân Trung Quốc đang sống ở Mỹ mà Bắc Kinh muốn ép họ về nước. Vào đầu tháng 7, Giám đốc FBI Christopher Wray thống kê mức tăng tới 1.300% hồ sơ gián điệp kinh tế liên quan đến Trung Quốc. Trong vòng 10 năm gần đây và hiện tại, cứ 10 tiếng, Cục Điều tra Liên bang lại phải tiến hành điều tra phản gián liên quan đến Trung Quốc. Đối với ông Christopher Wray, Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong dài hạn cho an ninh của Hoa Kỳ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020 với bản tin Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco che giấu tội phạm. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de